Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, hello anh em và chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Thì mình lại là Robert và vợ là mình và mãi là mình, với là kênh của mình mà. Thì hôm nay chúng ta là quay trở lại với một clip về Free Fire. Và trước khi bắt đầu với clip ngày hôm nay, anh em cũng đừng quên là tham gia vào group Ruby Family, theo dõi fanpage Ruby và theo dõi Facebook Nguyễn Châu Kim Quỳnh của mình nha anh em. Đấy, hôm nay các bạn biết cái gì không? Hôm nay là mình sẽ quyết định là đây. Anh em nhìn thấy là thực ra là mình định là mình chơi ạc của mình, nhưng mà tại vì ạc của mình nó nghèo quá anh em ơi, nó nghèo rách mồng tơi luôn anh em ạ. Đấy, thì mình quyết định là mình sẽ đi qua ạc anh cây rỏn tây di. Đấy, vì ạc của anh cây rỏn tây di có 16k kim cương. Nên là bây giờ là mình sẽ quyết định là mình sẽ đi qua mình mua cái thẻ đổi tên cho nó nhức nách anh em. Đây, cái thẻ đổi tên là 450, mà đổi tên trong kia là 500, thế là mình lời được 50 kim cương. Đấy, anh em thấy mình ghê chưa? Ghê. Ok, rồi mình đã mua cái thẻ đổi tên rồi. Đây, anh em có thể thấy là mình sẽ đặt tên là Trẻ Trâu Bến Tẹt. Ai, tại vì thực ra là nó không có thể nào mà đổi được cái kia anh em. Đây mình sẽ để tên là Trẻ Trâu Bến Te. Đấy, nhưng mà trong mà theo team thì nó hơi kỳ, nhưng mà không sao anh em. Thì anh em đã thấy là mình đang mặc cái bộ đồ boss và mình vừa đổi cái tên, là anh em cũng biết là ngày hôm nay mình sẽ làm gì rồi, cái gì đó anh em nào không biết kể anh em. Phải tôi đấm cho mình nha. Đó, hôm nay là mình sẽ dùng 7 skin level 7 của mình. À, anh em có thấy này, đây 7 skin level 7. 1, 2, 3, 4, 5. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À đúng rồi, tự nhiên tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi đếm lộn ra, tôi tưởng có 5 cái skin level 7 anh em đấy. Mình sẽ dùng là 7 cái hành động này đây để đi vô huấn luyện kè, để coi xem đứa nào có quan tâm mình, đứa nào có cảm thấy mình là một người giàu có, mình sẽ trở thành chủ tịch giả nghèo anh em ạ. Ok anh em, bây giờ mình sẽ vô huấn luyện nhé. Sau một hồi tìm vòng thì có cái thằng sừng trâu kìa, thằng bé gái sừng trâu. À đông đông anh em ơi, đông anh em ơi. Đông. Ok, mình sẽ này. Alo, mấy con hàng. Rồi, không ai quan tâm luôn ba. Đây, mình sẽ nhắn thử này, từ từ. Hai. Bạn xem ảo thật không? Đây, ấy. Ok, anh em ơi. Hai, bạn xem ảo thật không? Ủa, anh em thấy chưa? Không nhé bạn. Mắc quê vậy ba, miễn phí. Xem đi, nghĩa là mình quả quê luôn anh em. Ê, no nhé bạn. Thôi, tôi đứng giữa đây luôn nè, tôi hỏi nè. Ai xem ảo thật không? Ai xem sẽ lại với mình đấy, còn ai không xem thì nó sẽ không lại. Đúng, đúng. Không một ai xem luôn anh em ạ. Không một ai quan tâm mình luôn. Không một ai cả. Dạo này huấn luyện bị sao ấy nha. Không giàu đâu. À ok ok anh em. Ok bây giờ mình sẽ mời nó xem ảo thuật này anh em. Trời ơi, mình đi cái chục cặn huấn luyện giờ mới có anh em ạ. Ok, đây, tôi mới mua bản. Ok, bro VIP của tao đâu? Ghê không? Ok, em sẽ chat nữa nè. Đây, bạn thấy tôi giống boss. Ơ kìa bo, Trần Đức Bo à. Cái đầu xanh nó không cho mình chat nhiều anh em ạ. Tôi giống con quỷ nào đóng băng đâu vậy? Giống boss không? Ok. Đậu xanh đứa nào đóng băng tao vậy? Ok, giống ấm ba la xì bùa. Ok. Ông giả boss. Đâu có. Trời ơi, ghê cả, cái kịch bản của tôi nó biết hết trơn luôn rồi anh em ạ. Thật ra tôi nghèo thiệt. Bốc phét ít thôi. Trời ơi, với cái kịch bản tôi đã biết hết trơn rồi luôn em. Tôi không có cây 7. Solo không? Mấy này nó solo, nó làm sao nó bằng mình được anh em? Bạn bị kinh rồi. Thôi được rồi. Hả? Đây, mình luôn cái này, luôn cái đó này. Ui dồi, ngầu anh em. Ui dồi, ui.
chủ tịch giả bot. Đúng. Giờ mới có người nói ra anh em thấy không ạ? Giờ mới có người. Xấu đi chân rồi. Đây. Chấp. Trời ơi, ai. Ui giời, ngầu quá. Ngầu quá Ruby ơi, trời ơi, ngầu quá. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ngầu quá trời luôn, nữa đi. Ủa sao mấy ngày nó đòi xem nhiều dữ vậy? Ngầu quá trời. Quá là ngầu luôn em ạ. Đại hiệp thật là hài. Ai đây bây giờ đại, đây tiếp. Ơ nhầm. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ngầu, ôi giời, ngầu, em này thấy không, em này ngầu, em này thấy không, ấy, 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 ôi giời, ôi giời, bàn chân thiên hạ ngồi xem này thấy không, ấy, ôi giời, ngầu. Đây, em này thấy không, đây, vô. Mày làm cái quần gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Trời ơi, cái thằng này nó đóng băng mình anh em ạ, đậu xanh, ok, mình sẽ tiếp tục này cho tụi nó bàn hoàng, tụi nó thấy này, đây. Anh em xem nhé, cái này làm rồi, đây, ui dồi, đấy, ui dồi, ngầu, anh em thấy không, ai, mày thấy chưa con, dù là mình bị biết trước cái kịch bản rồi, nhưng mình làm cho đỡ quê đây mà, ngang nhau, là sao, chịu, chị thôi anh em, sao còn có hai đàn ông vậy, bạn con trai à, đúng rồi, mình cũng vậy, một phép ít thôi, coi anh em nha, coi nha. Thế yêu nhau không cậu? Ok kìa. Ông tầm 1996 đúng không trời? Mình già tới vậy hả? Yêu đi. Tôi cậy két cho tiền. Ôi trời ơi. Mấy người giàu toàn vậy. Ừ. Rồi nãy giờ mình dụ ông này chơi chơi với mình mà ổng không quan tâm, ổng đông khe mình anh em ạ. À. Sao hôm nay đợt này tôi thấy huấn luyện nó bị nhạt nhẽo quá anh em ơi. Phải rồi. Toàn gặp mấy ông con trai không thể nào mà gặp mấy bạn nữ được, còn hàng quỷ nên mày tia tao làm gì? Đậu xanh. Mày thấy tao ngầu chưa? Thì nói chung là anh em thấy đấy, thì nói chung là chẳng có ai ngoài mấy thằng đực cả anh em thấy không đấy, chẳng có ai ngoài mấy thằng đực cả anh em ạ. U là trời ơi, hiệp nhất mình cũng xin là phải kết thúc video tại đây rồi đấy, để mọi người thấy đấy, toàn mấy đực không mà không, mấy bạn nữ không hèm nói chuyện với mình tại vì mình nghèo, đơn giản vậy thôi anh em ạ, tại vì mình nghèo anh em đấy, tại vì mình quá là nghèo luôn đấy, nên là chẳng ai hèm một ai quan tâm tới mình, chỉ có mấy thằng con trai nó quan tâm tới mình thôi đấy, chứ mình cũng chi thức video đây. Nếu em video này hay và xàm thì anh em hãy nhớ cho mình like, share, subscribe mình nhớ cái chuyện này thôi kênh của mình nhé. Ôi rồi thằng này à, mày đấm nhau mày, vô con, vô bưởi, vô mày qua đây, kết thúc video, bye bye em nhé.